Anh kính chào khán giả đã đến với chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng. Anh kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Dạ, trong những dịp lần trước thì mình có dịp là anh Thắng cũng như Nhất Anh cũng như là khán giả đi rất là nhiều nơi ở Âu Châu rồi. Nhưng mà mình nói hoài mình cũng không có đi hết được, phải không anh Thắng? Đúng rồi, Âu Châu thì chúng ta nói là chia khá là nhiều nơi khác nhau, cái khu vực nó khác nhau. Thứ nhất là chúng ta nói về lục địa Âu Châu thì nó gồm có những nơi như Đức, Anh, Đức, Pháp, rồi Tây Ban Nha, vân vân, không thì rất trong cái phần lục địa. Thế tuy nhiên ở Âu Châu này lại có một cái khu vực đất nước nằm trong ngoài cái hải đảo, và cái đất nước nó rất là nổi tiếng trên thế giới. Thì đó là United Kingdom. United Kingdom. Tức là thực sự nếu mình dịch cái tiếng Việt Nam nó gọi là Vương quốc Liên hiệp Anh với Bắc Nhĩ Anh Ireland. Bắc Ireland đó. Thì cái lý do tại sao người ta gọi như vậy thì cái United Kingdom đó nó là một cái vương quốc, trong đó có 40 xứ nó cộng lại với nhau. Xong thì cái nó tạo ra một cái liên minh, một cái sự liên hiệp, và trong cái 4 xứ đó thì mỗi một đất nước nó có một cái văn hóa, một cái đặc thù riêng của nó. Nếu mà lúc mà anh Thắng nói là United Kingdom thì anh lờ ngờ ra nhớ ra rằng ở trong đó có England, England là nước Anh đúng không? Đúng rồi. Thành thử khi mà nói bằng tiếng tiếng Việt Nam chúng ta đó, đôi khi chúng ta dễ hiểu lầm mình lắm. Mình dễ bị lộn lắm. Cái nước Anh nó chỉ là England, England là một phần trong đó, chỉ là một trong 4 cái xứ của trong cái United Kingdom. Tại vì nhất nếu nhất anh có xem đá banh trong cái trận túc cầu của thế giới kỳ này đó, chúng ta thấy England nó tham dự với cái lá cờ màu trắng, có cái thập đỏ, đúng không? Thì đó là England. Còn cái lá cờ của United Kingdom tức là vương quốc Liên hiệp Anh đó, thì nó là lá cờ màu trắng có sọc chéo xanh, blue rồi đỏ, rồi có viền trắng nữa. Thì cái đó gọi là Great Britain. Thành đó cái đó là hơi khác nhau. Tuy nhiên thì trở lại cái câu chuyện là nếu United Kingdom là gồm những cái xứ nào, thứ nhất chúng ta phải nói đến phía trên á, phía bắc á, thì có là Scotland. Scotland thì tiếng Việt Nam mà chúng ta hay gọi là Tô Cách Lan. Và đi về phía tây đó thì nó có một cái đất nước đặc biệt nữa, đó là Ireland. Ireland thì ở đây nó lại chia ra làm hai cái phần khác nhau nữa, là phía bắc của Ireland đó, người ta gọi là North Ireland, thì nó thuộc về United Kingdom. Còn phía khác đó, phần còn lại thì nó gọi là Republic of Ireland, là Cộng hòa Anh Ireland. Thế có rất khác nhau. Còn phía dưới phần đảo chính đó, thì nó gồm có England và New Wales. Và thì có nghĩa là trong một cái trong cái vương quốc Anh thì nó sẽ có 4 đất nước khác nhau. Không như vậy thì thường thì nếu mà người ta nói, người ta hay dễ lộn lắm, tại vì nói tới Anh, England, cái London, người ta nghĩ là nguyên một cái không, London chỉ là của England thôi. Chứ nó không thế có phải nhiên, là của một thế tuy nhiên thì nhiều. England nó lại là thủ đô của vương quốc Anh. Thành ra mình để ý cái chuyện đó. Thành ra hơi có vẻ làm cho quý khán giả có thể khó hiểu về cái chữ vương quốc Anh quốc hay nước Anh, tại sao nó khác nhau như vậy. Thực sự thì cái đó là cái mà chúng ta trong cái tiếng Việt của chúng ta nó bị thiếu cái ngôn ngữ. Nếu mà nói đúng theo United Kingdom thì người ta nói là vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Anh Ireland. Bắc North Ireland đó. Thì đó là một vòng tất cả những xứ nằm trong cái United Kingdom. Thế tuy nhiên United Kingdom không phải nó chỉ có 4 cái đất nước đó, mà nó còn có gồm nhiều hải đảo khắp nơi trên thế giới. Ở phía Đại Tây Dương, phía Nam Đại Tây Dương, phía Thái Bình Dương, vân vân. Thì nó ngày xưa nó là thuộc địa của đế quốc Anh ngày xưa. Thành thử bây giờ nó vẫn còn sót lại một số thì nó thuộc về cái vương quốc Liên hiệp Anh. Thì trong một dịp thì mình đã nói về nước, nói về England rồi. England trong đó thì có London, mình cũng London, nói qua rồi. Và có một dịp nữa mình cũng đã nói về Ireland rồi. Nhưng mà thì mình đã nói hai cái rồi, thì còn hai cái nữa chúng ta chỉ có thể mới nói phớt qua về về những cái đất nước đó thôi. Còn nếu chúng ta có dịp chúng ta sẽ nói về chi tiết của các cái thành phố. Chẳng hạn như nói đến là Scotland. Scotland thì trong đó chúng ta phải nói đến cái thành phố ai cũng nghe nói cũng biết hết, mà đó cũng là một cái thủ đô của nó nữa, là Edinburgh. Edinburgh thì đây là một cái thủ đô của cái Tô Cách Lan, tức là Scotland đó. Thì đây cũng là một cái địa điểm du lịch mà du khách rất nên đến. Tôi nghĩ cái đó là rất nên đến, tại vì cái thành phố là một thành phố, Edinburgh là không phải là thành phố lớn nhất của Scotland, mà nó là thành phố lớn thứ hai thôi. Thành phố lớn nhất của nó gọi là Glasgow. Glasgow thì nó lại nằm phía tây nam của Edinburgh. Thế tuy nhiên thì bây giờ trong cái chương trình hôm nay chúng ta chỉ có ít phút, chúng ta chỉ nói sơ một chút về cái Edinburgh. Thì chúng ta đến với thành phố
Edinburgh thì chúng ta được xem những cái gì và nó có gì đặc biệt, và cái thành phố này tại sao nó thu hút du khách và nó có đẹp hay không. Thì cá nhân tôi khi tôi đến với Edinburgh tôi rất là thích thú. Cái thích thú thứ nhất đó, là chúng ta không bị choáng ngợp bởi cái gọi là cái design, cái thiết kế các building cao tầng hiện đại. Chúng ta đến Pháp chúng ta thấy quá cao tầng rồi, chúng ta đến Anh cũng vậy, nhiều tòa nhà chọc trời thì bắt đầu ra xây dựng của cái thế kỷ thứ 20, 21. Thế tuy nhiên chúng ta đến với cái thành phố Edinburgh đó, thì chúng ta vẫn thấy được cái nét cổ kính của cái Âu Châu ngày xưa. Thành phố này đã, nó được phát triển nhiều nhất là cái thế kỷ thứ 16 giờ đi. Và nếu mà quý vị cũng như Nhất Anh nếu thích thú về cái lịch sử của đất nước United Kingdom, nước Vương quốc Anh đó, thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái sự ràng buộc liên hệ giữa với cái thời đại ngày xưa, chẳng hạn như bà nữ hoàng của nước Anh bây giờ, của Vương quốc Anh bây giờ đó, thì bà Elizabeth đệ nhị, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta nói đến bà Elizabeth đệ nhị đó thì chúng ta phải nhớ là thế nào, nó chắc chắn nó phải có Elizabeth đệ nhất, không? Mà Elizabeth đệ nhất thì ở đâu? Đó. Thì cái bà nữ hoàng đó nó thầm thuộc trong cái thế kỷ thứ 16. Và cái bà đó cũng là một bà nữ hoàng rất là nổi tiếng, và cái nổi tiếng nữa là nó cũng nằm dính trong cái của Scotland. Tức là bà ấy là một nữ hoàng của hai ba cái đất nước, giống hệt như bây giờ. Thì chúng ta đến đó chúng ta nhìn lại những cái di tích của những người chị em cùng cha khác mẹ với bà. Chúng ta đến đó thì chúng ta sẽ có dịp đi trên một cái đoạn đường, đặc biệt là Edinburgh nó có cái khu vực nó gọi là Old Town, tức là phố cổ. Và bên cạnh cái phố cổ nó còn có cái là New Town, là phố mới. Thế tuy nhiên Nhất Anh để ý nó dùng chữ phố cổ cũng hay lắm. Từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ 18 thì có những cái phần đất, những cái building đã được xây dựng, có những cái lâu đài đã được xây dựng thì người ta gọi khu đó khu phố cổ. Nhưng mà cái khu New Town đó mình gọi phố mới, chứ ai cũng nghĩ là mới được xây dựng nhưng nó thế kỷ 20, thực sự nó được xây dựng từ thế kỷ 18 nữa. Thành ra cũng là cũ lắm rồi chứ không cũ, xong rồi cũ hơn nữa. Cũ hơn. Đó, thành ra cái đó là mới hơn cái cũ. Thành ra người ta gọi New Town. Thế tuy nhiên thì hai cái phần đất này nó cũng trở thành cái khu địa điểm thắng cảnh du lịch rất là nổi tiếng của Edinburgh. Quý vị đến với Edinburgh đó, quý vị có thể đi xem cái Edinburgh Castle. Đó là một cái lâu đài nằm trên đồi, mà nó vừa là lâu đài mà vừa là thành lũy nữa. Thành ra nó rất là đặc sắc, nó có những cái câu chuyện lịch sử của nó với cái lâu đài này. Còn xuống khỏi cái đó bắt đầu đồi ấy, đi thẳng đường mà chúng ta đi khoảng một mai thì nó đến một cái cung điện khác. Nó gọi là Holyrood House, hay người ta gọi là Holyrood Palace. Cái đó là cung điện của một bà cung chúa, cũng như là bà là nữ hoàng của Scotland ngày xưa, bà đã từng ở trong đó, bà tên là Mary. Thế tuy nhiên con đường đó, cái nối con đường mà nối giữa hai cái castle với cái thành lũy Edinburgh đó, thì cái con đường nó được gọi đúng là Royal Mile. Con đường một dặm hoàng gia. Đúng một dặm thôi. Nghe thấy nghe anh Thắng kể thấy hấp dẫn quá. Vậy thì trong cái phần sau anh Thắng phải kể cho những anh thêm chi tiết hơn về những thắng cảnh mà anh Thắng vừa mới liệt kê ra. Chắc chắn Nhất Anh. Nhân anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay lại với chương trình ngày hôm nay, khi mà anh Thắng đang dẫn Nhất Anh cũng như là khán giả đi tới đất nước Scotland. Và hồi nãy anh Thắng có nói là trong phần 1 đó là có cái những rất là nhiều thắng cảnh ở Scotland, ở thành phố Edinburgh. Thì bây giờ anh Thắng có thể nói thêm chi tiết cho khán giả nghe được không ạ? Thêm một cái về những cái gọi là danh nhân. Mình nói đến danh nhân, đến Edinburgh chúng ta thế nào cũng phải nói đến danh nhân. Ngày xưa đó tôi nhớ là thời mà Nhất Anh đi học, tôi nghĩ đoán là đại học ngày xưa hay ngày nay cũng vậy. Khi mà chúng ta đi vào học cái môn gọi là kinh tế học đó, economy đó, thế nào người ta cũng cái năm đầu tiên mà tôi còn nhớ hình ảnh là tôi phải học cái đó, là học về một cái người kinh, gọi là kinh tế gia mà vừa về chính trị nữa. Ông đó tên là Adam Smith. Tôi không biết Nhất Anh có học qua ông đó không, nhưng mà ông đó là một ông từ thế kỷ thứ 18 rất là nổi tiếng về cái vấn đề kinh tế. Và ông trở thành một cái nhà tư tưởng về kinh tế rất là lớn, ảnh hưởng rất là lớn cho những người về sau này. Và tượng của ông nằm ngay Edinburgh. Ngay trong cái thủ đô. Ngay trong cái Old Town đó. Chúng ta đến đó, khoảng giữa thì chúng ta thấy tượng của Adam Smith nằm ngay đó. Được dựng đứng ngay trước cái ngôi nhà thờ của Edinburgh. Và nằm trên cái con đường gọi là con phố gọi là Royal Mile. Thành ra tôi rất ngạc nhiên và tôi rất là thích thú với một cái pho tượng đó, tại vì cái gì mà mình nghĩ mình đã quên, nhất là trong cái thời đi học, nhưng mà đùng một cái mình nhận thấy à, cái ông này đã từng là rất là nổi danh trong vấn đề kinh tế, và ông là người mà mình đã phải học trong cái lớp học kinh tế ngày xưa của năm thứ nhất chẳng hạn. Thì cái đó là cũng là một cái rất là đặc biệt. Thế tuy nhiên thì nói đến Adam Smith thì chúng ta phải để ý là Scotland thì còn có thêm những cái nhân tài khác nữa.
Song song với con đường Royal Mile đó, thì chúng ta thấy có một cái viện bảo nhà bảo tàng quốc gia của Scotland. Và trong cái viện bảo tàng quốc gia Scotland đó, cái mà sẽ để cho người du khách, nếu mà ai chú tâm đến vấn đề là công nghiệp, chú tâm đến vấn đề khoa học đó, thì ai cũng biết đến một cái nhà nhân tài rất là nổi tiếng, James Watt. Cái ông mà đã tìm ra cái công thức về công suất đó, về mã lực đó. Đó. Thế bây giờ chúng ta thấy xe hơi ai cũng phải có mã lực không? Và về thủy điện cũng phải có công suất, tất cả những cái gì có về mà người ta biểu hiện nó bằng Watt, đúng không? Thành ra Watt là tên của ông ấy, James Watt. Và tượng của ông được dựng ở trong cái viện bảo tàng quốc gia của Scotland. Và đó là những nhân vật mà hầu như thế giới ai cũng phải biết đến. Thế như những người mà nổi tiếng thì người ta sẽ không nghĩ tới là tới một cái thành phố nhỏ ở Scotland, đúng không ạ? Đúng rồi. Chúng ta đến với Edinburgh, chúng ta vào đó mà chúng ta rất là ngạc nhiên. Chúng ta bây giờ mình mới chợt để ý, à, những thiên tài ngày xưa, những người đã giúp cho nhân loại tiến bộ đến ngày nay đó, thì họ đã từng ở cái đảo đó, họ đã từng ở cái khu vực đó, họ sinh sống ở đó và họ mất đi ở đó. Thì đó chúng ta mới thấy được cái những cái công lao của họ đã giúp ích cho nhân loại, giúp ích cho nhân loại chứ không phải chỉ cho đất nước Scotland không. Thì đó là những điều mà chúng ta đến với thành phố nhỏ Scotland thôi, nhưng mà chúng ta được thứ nhất là được cái không gian ấm cúng của cái thành phố Edinburgh. Thành phố Edinburgh vào mùa hè, phải nói thêm như thế này, mặc dù mùa hè rất là nóng nực ở khắp nơi, chẳng hạn như ở Los Angeles, ở New York, London, hoặc là những thành phố của Âu, cho tôi cảm thấy là rất là nóng, tại vì trong cái mùa hè tôi có dịp đi qua nhiều thành phố và ở đâu cũng nóng cả. Nhưng mà ở Edinburgh cũng nóng, nhưng mà nó chỉ nóng một ít, rất là ngắn trong buổi trưa, và sau đó buổi chiều thì buổi chiều tối thì mát và rất thoải mái. Thì đó là một trong những cái ưu điểm của cái mùa hè của bên Edinburgh. Và đồng thời thì chúng ta đến với thành phố đó, chúng ta thưởng thức được cái không gian ấm cúng nhỏ nhưng mà cổ kính. Thành ra có rất là nhiều khu vực nhà cửa vẫn còn để tên cái nhà kiểu ngày xưa của thời từng thế kỷ thứ 16. Thành ra chúng ta thấy đến với Edinburgh thì chúng ta cảm nhận được cái sự cổ kính của nó, cảm nhận được cái văn hóa riêng của nó, và mình cảm nhận được những cái người mà có công lao với nhân loại. Và đặc biệt nữa, nếu mà nhất anh có dịp đi trên cái con đường Royal Mile đó, thì có rất là nhiều nghệ nhân, nhiều khi người ta mặc cái người đàn ông mà mặc váy đó, xong rồi đứng thổi kèn đó. Tính hỏi anh Thắng đó rất là thích thú. Northern Scotland là thường thì người ta nói là đàn ông mà mặc váy, mà những cái váy mà caro, đúng rồi, cái kẻ như thế này. Cái đó là điều đặc trưng ở bên đó, đúng không? Đúng rồi, cái đó là một cái văn hóa của họ. Và chúng ta thấy rất là nhiều người nghệ nhân đàn hát ở ngay trên đường đi. Dĩ nhiên thì họ mục đích họ đàn hát, tức là họ giống như Sơn Đông Mãi Võ đó, đứng xin tiền thôi. Nhưng mà họ là nghệ nhân thật, chứ không có phải là cái kiểu mà chỉ có ngửa tay xin tiền. Thành ra có nhiều người họ chơi thoải mái. Hoặc là chúng ta gặp những người mà như vừa nói là một người ăn mặc theo kiểu Scotland, thổi kèn, xong rồi mặc váy thoải mái lắm, chụp hình rất là thích thú. Nhưng mà thường thì chỉ có người nghệ nhân người ta mới mặc thôi, hay là những người khác trong thành phố người ta thích Nếu mà nhất anh đã nhắc cho tôi, chúng ta vào những khách sạn, phần lớn có những người mà nhân viên của khách sạn nhiều khi họ ăn mặc theo kiểu đó để là thu hút cái người du khách cảm nhận được cái nét văn hóa đặc biệt của Scotland. Tại vì chúng ta vào Scotland chúng ta thấy điều đó, nhưng mà chúng ta qua Ireland thì chúng ta lại không thấy điều đó. Thành ra mặc dù hai cái xứ gần nhau, hoặc là có chung một cái đất nước là Vương quốc Anh, nhưng mà thực sự thì họ vẫn có những cái nét văn hóa riêng biệt của từng quốc gia một. Và có dịp chúng ta phải nói về Ireland. Ireland cũng rất là đặc biệt, tại vì chúng ta để ý có Bắc Ireland và có Ireland không. Hai cái là cũng khác nhau rồi. Và nói tới Edinburgh thì nghe anh Thắng kể xong là anh nghĩ là rất là muốn sách ba lô rồi sách nhưng túi mà cái đó cứ nói chỉ là một phần thôi. Sau khi chúng ta đi qua một cái thành phố lớn là Glasgow đó, chúng ta sẽ đi ferry đi qua bên Ireland. Và Ireland chúng ta đến với cái North Ireland nằm trong cái Vương quốc Anh đó. Thì ở đó có thành phố Belfast. Belfast chúng ta phải đến đó để chúng ta nhớ về Titanic. Vậy thì nếu như mà du khách nào mà ví dụ như có lên kế hoạch mà đi tới Vương quốc Anh, thì không chỉ có ở Anh không, ở England không, mà mình có thể đi cả những cái chúng ta đắc đánh đó, chúng ta có rất là nhiều cơ hội để chúng ta đi thăm các cái thành phố. Phải nói chung mình gọi là đất nước, nhưng mà mỗi một cái thành phố nó có những cái nét riêng biệt của nó. Thành thử khi mà chúng ta đã bỏ thời gian đi 2 tuần thì chúng ta nên đi những cái thành phố
trong các cái khu vực của Vương quốc Anh và Ireland. Cảm ơn Thắng rất là nhiều và nhanh hẹn Thắng trong chương trình lần sau cảm với những địa điểm nhiều hơn nữa. Cảm ơn Thắng.